Thưa quý vị, sáng nay, các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp, tiếp tục dọn rác để cải thiện vệ sinh môi trường sau cơn bão số 4. Sau đây, lấy ký nhận không khí ra quân trên địa bàn thành phố. Dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành thuộc quận Thanh Khê và Liên Chiểu, bão số 4 làm phát sinh lượng lớn rác thải, nên ngay từ sáng sớm, các phường ven biển của hai quận đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ủy ban nhân dân các quận cũng đã huy động đông đảo các lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng tham gia. Đối với buổi ngày hôm nay là buổi thứ tư chúng tôi tham gia hoạt động này cùng với địa phương để đem lại khu vực biển Nguyễn Tất Thành ở thành phố Đà Nẵng trở lại với trạng thái bình thường, xanh, sạch đẹp. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng đã huy động các lực lượng tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các bãi biển du lịch. Đây là hoạt động thiết thực nên được nhiều cơ quan, đơn vị, người dân và du khách hưởng ứng. Vừa rồi thì cơn bão số 4 thì ảnh hưởng làm cho cái bãi biển này là bị ngập rất nhiều là cát và rác từ biển lên, thì nó rất là ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố. Chính vì thế là với tư cách là một công dân của thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi cũng mong muốn góp phần nhỏ bé của mình để làm sạch hơn cảnh quan của thành phố, tạo môi trường du lịch để cho du khách đến Đà Nẵng cảm thấy là một bãi biển luôn luôn sạch đẹp. Được biết, sau khi truyền đi thông điệp biển đang rất cân bằng, hiện nay số lượng tham gia dọn rác đã lên đến hơn 1.000 tình nguyện viên, chủ yếu là đoàn viên của các trường đại học, lực lượng đoàn thể của các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và các hiệp hội, công ty, câu lạc bộ. Và biển Đà Nẵng sẽ không chỉ sạch hơn mà sẽ còn xanh hơn vì nhiều người yêu môi trường biển, tự nguyện tham gia bảo vệ môi trường biển. Bắt đầu sau qua bão số 4 thì lượng rác rất là nhiều. Tụi chị phải bắt đầu từ 4 giờ sáng tới 11 rưỡi trưa, chiều là 1 rưỡi tới 6, 7 giờ tối. Như là để tích cực làm để trả lại bãi biển để sớm mà xanh sạch đẹp cho bà con du khách tắm biển và khách tham quan ở đây. Ngoài ra, các địa phương cũng đã huy động nhân dân và cán bộ tiếp tục tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường khu dân cư, khu vực công cộng, đường sắt, chợ, công sở, trường học, nhằm xử lý các điểm tồn đọng rác thải, cành cây đổ ngã, nhằm góp phần nhanh chóng cải thiện môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị của thành phố. Ủy ban nhân quận đã huy động trên 1.000 người gồm các lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và công nhân dân của các phường và tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường của văn của biển Nguyễn Tất Thành. Nhân cái ngày Chủ nhật thì ủy ban nhân phường tiếp tục vận động nhân dân và phối hợp với các chi hội đoàn thể của phường để ra quân xử lý dứt điểm trong ngày hôm nay. Đặc biệt, các cấp ủy tại khu dân cư trên địa bàn đã vận động nhân dân mỗi người một việc, cùng động viên nhau tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh với phương châm sạch nhà, sạch ngõ, sạch khu dân cư. Thì em cũng như các bạn đồng viên hầu hết trên địa bàn quận thì cũng tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào mà dọn dẹp sau bão để giúp cho môi trường mình tốt hơn. Sáng hôm nay chúng tôi cũng rất là phấn khởi, nhân dân khu An Thượng 7 rất mừng là được phường hỗ trợ cho xe xuống để mà chở vận chuyển rác đi. Đà Nẵng đang bước sang ngày thứ 5 tổng dọn vệ sinh môi trường sau bão. Thành phố huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dồn sức cho công tác này. Hy vọng với tinh thần khẩn trương, tích cực, môi trường thành phố sẽ nhanh chóng xanh sạch đẹp, để biển nhanh chóng trở lại là biển xanh, cát trắng, nắng vàng, sẵn sàng phục vụ người dân địa phương và du khách đến tắm biển, vui chơi, giải trí.